trai nhuộm sợ phụ huynh và cô giáo thì nên làm thế nào ạ? Hello anh em, đây kiểu tóc mà không bị phụ huynh hay là giáo viên ganh đây anh em ạ. Đấy, anh em có thể thấy khi mà anh em xem video này thì sẽ thấy cái phần chân tóc. Đấy, nó sẽ có màu. Và khi vuốt tóc thì hơi bị ảo diệu luôn. Nhất là đứng trước gái mà vuốt kiểu này thôi, cực kỳ ảo anh em ạ. Đó, và kỹ thuật màu sắc bí ẩn này rất là mới nhất hiện nay nhá. Và anh em nào mà sở hữu được cái mái tóc này thì hết nước chấm luôn anh em ạ. Muốn cắt tóc đẹp, hãy đến với Phong BvB.